Hello, xin chào anh chị, em quay trở lại với chương trình nhận định cuối phiên của em Phát nha. Ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta có một cái phiên giao dịch rất là ảm đạm khi mà thanh khoản thì eo ụt đúng không chị? Đây là phiên mà đáo hạn phái sinh cuối cùng của năm 2023. Thì vẫn là một cái phiên giao dịch đầy khó khăn của thị trường. Khi mà dòng tiền thì vẫn đứng ngoài, thanh khoản suy giảm mạnh và chỉ số thì không tăng không đáng kể. Đấy, điểm nhấn ngày hôm nay thì có lẽ là chỉ có một cổ phiếu HAG là khi tăng trần khi mà thanh khoản dẫn đầu trên sàn HOSE, thì thanh khoản của những cái cổ phiếu khác thì hôm nay cũng rất là eo ụt, gần như là không có sự mua bán nhiều diễn ra. Đấy. Hôm nay giao dịch không có một cái điểm nhấn nào khi mà phiên sáng chúng ta bắt đầu là có những cái đà điều chỉnh và chỉ số chỉ thực sự tích cực trở lại và vượt lên mốc tham chiếu vào cuối phiên chiều ngày hôm nay. Đó, thì em cũng có chia sẻ với mọi người rồi là thị trường chúng ta ngày hôm nay là có một cái trạng thái khách sạn hút giá xuống. Đó, nhưng mà nếu mà tích lũy duy trì không đánh mất cái vùng 1092 thì khả năng là sẽ có những cái sự hồi phục nhất định. Hôm nay thì thị trường của chúng ta anh chị có thể thấy được là độ rộng thị trường nó cũng cân bằng thôi. Đó, tuy nhiên là đà tăng thì chưa tích cực lắm. Có 113 mã tham chiếu, tăng 214 mã và giảm 246 mã. Cái mặt tác động tới index thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục là BID, BNG, Vinhome, Techcom, HAG, GVR, VCC và BCM đóng góp vào chiều tăng của thị trường. Ngược lại ở chiều giảm thì có GAP, Vietcombank, STB, Vinamilk, BLX, VPBank, KBC và Novaland. Đấy, thì ngày hôm nay là một cái phiên đáo hạn phái sinh nên những cổ phiếu này như là Sacombank, Vietcombank, Vinamilk thì ngày hôm nay đều có trạng thái khách sạn hút giá lên, nhưng mà có thể vì một cái lý do nào đó dùng để điều tiết chỉ số thì ngày hôm nay thị trường không thể tăng quá mạnh được. Đó. Còn trạng thái ngày hôm nay là những cổ phiếu này là phải phục hồi rồi. Ngày hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục nối tiếp đà bán ròng sang phiên thứ 17 khi mà họ tiếp tục bán ra cổ phiếu trụ Hòa Phát, STB, KBC, Vietcom. Đấy, và họ bán chứng khoán rất là mạnh nha. Đó, họ chỉ mua vào trở lại những cổ phiếu bán lẻ. Đấy, hôm nay thì số liệu tự doanh chưa có. Thanh khoản thị trường ngày hôm nay thì tụt áp hoàn toàn chỉ với 600 triệu cổ phiếu được sang tay và thanh khoản chưa tới 12.700 tỷ, thì gần như là thấp nhất trong 2 tháng gần đây. Thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây nha anh chị. Đấy, tuy nhiên là trong giai đoạn này thì cũng rất là khó khăn khi mà những anh chị em khách hàng á, cũng đã có những cái sự chán nản và thị trường rõ ràng cái việc thị trường không có những cái thanh khoản thì nó cũng đến từ cái việc mà nhà đầu tư cũng đã quá chán nản rồi. Nhưng với cái góc nhìn của em thì cái giai đoạn mà thị trường chán nản nhất và mọi người không muốn giao dịch nữa thì đó là cái thời điểm mà thị trường có thể tạo đáy đi lên. Đấy, rất là dễ dàng anh chị sẽ bán ra ở những phiên vừa qua và có thể sẽ có một cái sự phục hồi sớm đi lên, và lúc đó chúng ta sẽ bỏ lỡ những cơ hội tăng giá của cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận. Hôm nay thì em có gửi cho mọi người một cái nhận định đây là trong phiên sáng nếu mà tích cực thì phải vượt qua 1103, còn không vượt được 1103 thì sẽ tích lũy và điều chỉnh về quanh vùng 1092 và hồi phục trở lại. Hôm nay thị trường của khách sạn hút giá xuống 1092, tuy nhiên là ngày hôm nay không có những cái sự bán tháo, áp lực bán, áp lực tiết cung không quá lớn khiến cho thị trường vẫn tiếp tục giữ được những cái vùng hỗ trợ này và hồi phục lên vào đầu phiên chiều, thì đây là một cái tín hiệu tích cực đầu tiên. Đó, chỉ là thanh khoản thì hơi eo ụt khiến cho mọi người cảm giác giống như là không có ai giao dịch, không ai mua bán vậy. Đấy. Em có nói, xin lỗi mọi người nha, thì em có nói cho mọi người đó là nếu mà thị trường đánh mất hỗ trợ 1092 thì khả năng cao sẽ quay trở lại test đáy 1082, 1086 trước khi có những diễn biến tiếp theo. Thì cái việc test đáy này là một cái việc mà em cảm thấy rất là bình thường và em đang kỳ vọng nó sẽ diễn ra vào 2 phiên cuối tuần để thị trường có thể sẽ hồi phục tốt hơn. Đấy, có thể là sẽ hồi phục tốt hơn. Tuy nhiên là ngày hôm nay cái việc test đáy này nó cũng chưa xảy ra. Đó, chưa xảy ra. Ngày hôm nay thì mình có cho mọi người tham gia chú ý với những cổ phiếu là VDS, AGR, CSV và Lật Lộc Trời. Đây là những cái cổ phiếu mà hôm nay mình có nhắn anh chị em khách hàng tham gia vào. Thì các cổ phiếu này thì
Hôm nay mình lựa chọn VDS và CSV. Ngày hôm nay thì mới vào cuối phiên thì mới có những cái sự đồng thuận ở và đạt đủ cái tiêu chí mua của em phát, thì lát nữa em sẽ đi qua cái đồ thị để cho mọi người xem về cổ phiếu rõ ràng hơn. Đấy. Hôm nay thì trong cái giai đoạn khó khăn hiện tại thì tìm kiếm lợi nhuận tương đối khá là khó, thì mình cũng chia sẻ với mọi người là hôm nay mình cho chốt lãi được cổ phiếu HAH ấy, mình chốt lãi HAH trong cái nhịp trước là mình tham gia thì chốt 1/2 lợi nhuận 8,5%. Thì trong thời điểm hiện tại như thế này thì 8,5% này rất là đáng quý đúng không anh chị? Đó, và không phải là bất cứ cổ phiếu nào anh chị tham gia mà cũng có lãi đâu. Nhiều khi 1-2% thôi rất là mệt mỏi. Mọi người đang tìm kiếm cổ phiếu để đầu tư trong giai đoạn này thì gần như là cổ phiếu gần như là đi ngang nếu mà anh chị cầm bất động sản và chứng khoán. Đó, nếu mà anh chị nào may mắn hơn thì cầm cổ phiếu thép, thì thép thì mình vẫn chưa cho chốt, rồi mình có hoa sen và mình vẫn chưa cho chốt nha, mình đang kỳ vọng những cái target cao hơn đấy. Mình đang kỳ vọng những cái target cao hơn thì hôm nay mình có chia sẻ với mọi người là mình chốt được HH và mình cũng tham gia trở lại thêm một cái cổ phiếu là DTD ấy, và mình có chia sẻ với mọi người là các kèo DTD này mình có làm trên livestream luôn nha. Mọi người có thể lấy vị thế khi mà DTD vượt 24.9 thanh khoản lớn, và ngay sau đó, ngay sau khi mình nhắn lên á, là DTD nó có một cái lượng tiền vào xác nhận rất là tốt và mình có cho một cái lệnh mua DTD. Đây, một cái lệnh mua DTD trong phiên ngày hôm nay. Đấy. Thì hôm nay mình có chia sẻ rồi là phiên đáo hạn phái sinh ngày hôm nay khá là êm đềm, khi mà không quá biến động, khả năng ngày mai thị trường có thể xác nhận một cái xu hướng mới. Đấy. Trong giai đoạn vừa qua mọi người cứ nhìn Dow Jones và sợ hãi, thì hôm qua Dow Jones giảm gần 500 điểm nhưng mà hôm nay áp lực lên VN Index không quá lớn, tại vì khi Dow Jones tăng mình đâu có tăng. Vậy thì bây giờ không có lý do gì để mình sợ hãi, mà tâm trạng của mọi người đang chuyển qua chán nản thôi. Chán nản. Đó thì mình có chia sẻ với mọi người á, trong giai đoạn này á, là anh chị em cứ ôm hàng và trade T0 T1 hạ giá vốn thì hiện tại đang vẫn lãi 5 tới 10%. Đó, 5 tới 10% trên cổ phiếu chưa tính cái phần mà mọi người trading T0 T1 nha. Tại vì thế của Rome mình là nằm ở những cái vùng 102x tới 107x nên những cái lợi nhuận là hoàn toàn xứng đáng. Đó, những cái thành quả của anh chị em hoàn toàn xứng đáng trong giai đoạn này. Đấy, những anh chị em nào mà trong những cái phiên thứ ba thứ tư là bị thứ ba bị rủ mất hàng thì gần như là tâm lý chán nản sẽ khiến cho anh chị không dám tham gia trở lại thị trường. Đó, thì mình cũng luôn động viên khách hàng là cố gắng chút nữa là ai cũng sẽ có quà thôi. Thị trường đang ở trong một biên sideways và nó thường tạo nên tâm lý chán nản và muốn rút tiền ra khỏi thị trường. Đấy. Nhưng mà anh chị chỉ cần kiên nhẫn thôi, tại vì nhà cái họ làm rất là hay, rất là bài bản cái việc này, là họ sẽ tạo ra những tâm lý chán nản và khi anh chị chuẩn bị rút tiền ra thì họ sẽ bắt đầu xác định xu hướng mới và kéo cổ phiếu đi lên. Chỉ cần chúng ta nắm bắt được xu hướng và hành động nhịp nhàng đi theo thị trường, cố gắng nương theo thị trường, có những giai đoạn ăn nhiều, có những giai đoạn ăn ít. Đó. Trong giai đoạn này thì mình có chia sẻ với mọi người là lấy ngắn nuôi dài đúng không? Trong cái buổi livestream trước là lấy ngắn nuôi dài, thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta kiếm 5% 7% và rất là trân quý trong giai đoạn này. Sau đó khi mà thị trường xác nhận đi vào một con sóng thì những cái điểm mà chúng ta đang lãi 5 tới 7% này là những vị thế gần như là tốt nhất trong một con sóng. Có nghĩa là anh chị mua được vùng này và anh chị đang lãi. Bây giờ anh chị đang lãi 7 tới 10% trong ngày hôm nay thì rõ ràng anh chị đang có những vị thế rất tốt. Đấy, thì mình có chia sẻ với mọi người về cái vấn đề này rồi. Đó. Thì cũng rất là anh chị em nếu mà xem video thì có thể là trong giai đoạn vừa qua thì anh chị cũng không có bán hết hàng, và những cái nhận định của Phát thì đều chia sẻ lên những cái room cộng đồng anh chị. Đấy, những cái room cộng đồng thì mình có chia sẻ với mọi người là không nên bán hết hàng trong giai đoạn này. Đó, thì sau những cái phiên như thế này thì khả năng ngày mai thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái nhịp hồi phục, những cái sự xác nhận xu hướng mới, khi mà có thể là khi mà khả năng ngày mai là sẽ xác nhận một cái xu hướng để cho cái phiên cuối tuần của chúng ta mãn nhãn hơn, có một cái kết quả tích cực hơn. Đấy,
anh chị em có thể thấy được cái điều đó trên thị trường ngày hôm nay, là thị trường cố gắng kéo vượt quay trở lại mốc 1.100 và vượt qua nó, đóng cửa một cái sắc xanh, tuy nhiên là chưa được tích cực lắm. Nhìn về cái mặt đồ thị thì anh chị có thể thấy được là hiện tại là bây giờ VN-Index của chúng ta trong khung đồ thị H1 á là đã vượt qua được cái vùng kháng cự ngày hôm nay, giao găm vừa gãy xuống 1102 đấy, nhưng mà hôm nay nó tăng chưa thuyết phục, có nghĩa là nếu tích cực hơn là nó phải vượt qua được cái vùng 1103 luôn nha, 1103 nha anh chị, nó phải vượt qua đó. Và nếu mà thị trường thực sự mạnh á thì vượt qua các vùng kháng cự 1107 1107 ở đây thì thị trường ngày hôm nay nó sẽ rất là an toàn, và qua ngày mai chúng ta có thể là xác nhận được một cái đà tăng mới đó. Tuy nhiên là hôm nay thị trường thì cũng vận động như thế này là em nghĩ tích cực rồi, khi mà dòng tiền khá là yếu và khó kéo được cổ phiếu trụ lên đó. Thì trong phiên có thể là thị trường của chúng ta anh chị có thể thấy là những cái đáy sau nó cao hơn cái đáy trước, đúng không? Trong khung đồ thị H1 là có những cái đáy sau cao hơn cái đáy trước, thì đây là những cái tín hiệu tích cực anh chị. Đây, những cái đáy nó đang cao gần dần như là những cái đáy sau nè, nó đang cao hơn những cái đáy trước, nó làm nên một cái xu hướng tăng, mặc dù cái xu hướng tăng này nó chưa thực sự rõ ràng anh chị đó, chỉ là mới trong những cái khung đồ thị nhỏ thôi. Thì dần dần nếu mà nó hình thành được những cái đáy trong khung đồ thị nhỏ theo cái xu hướng là một cái xu hướng tăng như thế này thì nó sẽ dần dần ảnh hưởng tới cái khung đồ thị lớn đó. Và nếu anh chị thấy được là ở trong khung đồ thị ngày của chúng ta thời điểm hiện tại thì nó vẫn chỉ mới có một đáy thôi, thì cái việc trong những phiên tới nó có thể quay về nó test cái đáy thì hoàn toàn là có thể xảy ra nha. Đây, mình nhìn xem là bây giờ nó chỉ mới có một cái đáy thôi, tuy nhiên là nếu mà qua tuần sau hay là qua ngày mai á, nó có những cái nhịp điều chỉnh để quay về nó tạo cái đáy hai thì em nghĩ là nó cũng rất là bình thường. Tại vì khi mà thì ngày mai á, thị trường có quay về nó tạo ra cái đáy hai á thì nó cũng sẽ có cơ hội hồi phục lên. Qua tuần sau bắt đầu thị trường nó mở khách sạn hút giá lên anh chị, 1107, nhưng mà nếu thị trường ngày mai nó vượt luôn 1107 thì nó rất là tích cực, và sau đó nó sẽ test lại, test đi, có thể là nó sẽ test lại cái vùng đáy mới quanh cái vùng 1100, và khi đó chúng ta xác nhận là đi vào một cái nhịp tăng mới anh chị đó, đi vào nhịp tăng mới. Nhưng mà cái nhịp tăng này thì có lẽ em nghĩ là thị trường vẫn cần phải tích lũy thêm để có cơ hội đi lên mạnh mẽ hơn, có thể là ít nhất thị trường phải tích lũy thêm khoảng tới tuần đầu tiên của tháng tháng 1 năm mới đó, tuần đầu tiên của 2024 nha anh chị, thì khi đó thị trường rất khá là tốt, khá là tích cực để tham gia. Đấy, hôm nay chúng ta đóng một cây nến cũng rất là tích cực. Đấy, chỉ cần ngày mai chúng ta vượt qua được cái vùng 1103, đóng nến trên 1103 thì chúng ta sẽ có một cây nến tuần xanh, và mặc dù là chưa tăng mạnh lắm nhưng mà em thấy như thế là tích cực, thì chúng ta sẽ cùng xem vận động ngày mai nha anh chị. Đó. Thì anh chị có thể thấy là trong những cái kỳ đáo hạn phái sinh trước á thì chúng ta rất là mệt mỏi đúng không? Nhưng mà hôm nay thị trường đã kết thúc một phiên đáo hạn phái sinh, chấm dứt chuỗi giảm trong những phiên đáo hạn phái sinh từ tháng 8 tới bây giờ, thì cho thấy là những cái tín hiệu tích cực và những cái cơ hội lớn trong giai đoạn sắp tới là hoàn toàn sắp có, sắp mở ra. Đó, thì cần phải tạo đáy. Chúng ta chỉ cần xác nhận một cái tạo đáy hai. Thị trường cần xác nhận tạo đáy hai trong thời gian tới, có thể là qua tuần sau cũng được. Đó, chỉ cần chúng ta giữ được những cái vùng hỗ trợ này thì qua tuần sau chúng ta đã có một vùng mây dày thôi. Đó thì tương đối khá là an toàn. Đấy. Thì trong giai đoạn này thì cái chiến lược phù hợp thì vẫn là đánh ngắn T cộng hoặc là tranh thủ lướt T0 T1 thôi, cứ chân bàn trong cái vùng sideways. Thì cái vùng sideways từ 1080 tới 1130 đó là một cái biên 50 điểm, thì chúng ta cứ mua ở biên dưới và bán ở biên trên. Đó là những cái chiến lược giao dịch phù hợp nhất trong giai đoạn hiện tại mà em đánh giá là nó sẽ thích hợp cho anh chị em đó, để tránh được cái giai đoạn mà chán nản tâm lý này. Đấy.
Ok, đó thì về cái góc nhìn hiện tại thì thời điểm hiện tại là thị trường cũng tương đối an toàn nha anh chị. Đó, và cần thêm vài phiên xác nhận nữa là thị trường của chúng ta có thể là có một cái năm mới mãn nhãn hơn. Ok, thì chúng ta cùng đi qua những cái nhóm ngành nha. Hôm nay thì nhóm chứng khoán thì có những cái sự vận động khá là tốt. Đó, nhóm chứng khoán thì có những cái sự vận động khá là tốt khi mà có những cổ phiếu giống như là cổ phiếu nhỏ nè, như là VDS ngày hôm nay đã xác nhận cái dòng tiền vào. Thì cổ phiếu này hồi nãy là trong cái khuyến nghị thì em cũng đã đưa cho anh chị em rồi đúng không? Đấy. Đó, thì hôm nay VDS có một cái mức tăng khá là tốt. Đấy, hôm nay VDS tăng 4%. Ok, thì cũng khá là tích cực. Ngày hôm qua thì cái livestream buổi tối thì mình cũng có chia sẻ với mọi người. À, hôm nay thì nhóm chứng khoán thì có VDS là vận động tích cực, còn con AGR thì vẫn chưa có những cái tín hiệu gọi là an toàn, tại vì bây giờ nó vẫn còn đang xử lý cái cản tuần. Đấy. Nay thì BSI cũng bắt đầu trở lại, BSI thì vẫn đã bắt đầu trở lại rồi. À, hôm nay là có một cái nhịp tăng. Cổ phiếu này thì hiện tại đang ở những cái vùng đỉnh cũ nên cái động lực tăng của nó hơi thấp. Đó. Tuy nhiên là BSI thì nó cũng hơi mất cân bằng và tuần sau nó bắt đầu mở khách sạn trở lại rồi. Anh chị nào mà thấy cổ phiếu này nó tăng thì cũng đừng có nhảy vào mua nha. Cái rủi ro nó đang cao nhiều hơn là cơ hội. Hôm nay SSI thì cũng đang tích lũy thôi. Tuy nhiên là cái sự tích lũy của SSI em thấy là nó hơi vật vờ một xíu. Đó. Thì có thể là nó sẽ cần thêm vài phiên nữa. Đó, nó có thể là cần thêm vài phiên nữa để 3 tới 5 phiên nữa thì SSI cái đà tăng của nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy. Anh chị em nắm giữ thì cố kiên nhẫn một chút nha, đối với những cổ phiếu này. HCM thì sau cái câu chuyện ngày hôm qua là phát hành thêm thì ngày hôm nay thì nó cũng có những cái sự mà rướng tăng. Rướng tăng tuy nhiên là cái vùng cản em có vẻ ở đây đây. Thì với những anh chị em nào mà không muốn mua phát hành thêm thì nên cân nhắc bán trước ngày 29 ngày giao dịch thứ sáu tuần sau nha. Hoặc là có thể là nó chạm lên đây nó sẽ đảo chiều. Tại vì trước cái ngày mà họ chốt quyền á, thường tâm lý mọi người sẽ bắt đầu bán ra cổ phiếu. Đó. Đấy, họ sẽ có tâm lý là bán ra cổ phiếu. SHS thì ngày hôm nay có một cái cú rút chân, tuy nhiên con này nó đang vận động thì cũng khá là khó chịu, nhưng mà hôm nay là em quan sát là cái vol của SHS nó đang rất là thấp rồi, thì khả năng là con này nó đang cố nén lại, nó nén xong thì em nghĩ là nó sẽ có một cái sự bật tăng đó. Khi mà SHS nén xong thì em nghĩ sẽ có sự bật tăng. Trước mắt là có thể là SHS nó sẽ tích lũy thêm một tới hai phiên nữa cho hai kiếm bắt đầu nó chập lại nên thì đấy, có thể là hai phiên nữa thì SHS nó sẽ tăng được. VND, VND thì hiện tại hôm nay thì cái vận động của VND nó hơi xấu một chút, đó là nó rơi mất khỏi hỗ trợ. Ngày hôm nay VND thì rơi mất khỏi hỗ trợ, tuy nhiên cái vùng hỗ trợ 21 của VND vẫn còn khá là uy tín, nên mọi người đang nắm giữ thì cũng có thể là cân nhắc mua thêm khi mà nó lùi về 21. Đấy.
Ok, NDSH à, những cổ phiếu giống như là vốn hóa nhỏ thì em nghĩ là bắt đầu là sẽ có những cái sự mà tích cực từ nhóm vốn hóa nhỏ giống như là cổ phiếu ORS nè. Ngày hôm nay thì dòng tiền đi vào VDS thì có thể là ORS, ARGR trong giai đoạn tới thì nó cũng sẽ tốt, nó sẽ tích cực được. Nhưng mà ORS thì ngày mai nó cũng cần phải có một cái nhịp bật tăng vượt lên trở lại cái vùng mà vượt lên, nếu mà tích cực thì nó phải vượt lên 16.7 ngày mai đó, 16.7 thì mai con dao găm này nó bắt đầu nó cắm xuống rồi đó. Thì ORS là một cái cổ phiếu kênh dưới. Đấy, cổ phiếu kênh dưới. Ok. Đấy. Đây mình nhìn qua nhóm bất động sản ngày hôm nay nha. Bất động sản thì ngày hôm nay là có những cổ phiếu như là DG thì nó đang cũng vận động khá là tốt rồi. Đó, DG thì nó đang vận động khá là tốt. Thì hôm nay DG thì cũng bật tăng nhẹ. Tuy nhiên là DG nếu mà tích cực thì nó sẽ phải cần vượt qua cái đỉnh cũ quanh cái vùng 26.3, thì DG lúc đó nó có thể là có một cái nhịp tăng về quanh cái vùng đỉnh cũ 27.5. Đấy, con này thì em đang thấy là vận động khá là tốt và gần như là rất là tích cực trong nhóm chứng khoán nha. Sale thì ngày hôm nay thì cũng có một cái sự hồi phục nhẹ, tuy nhiên con này thì em nhận xét với mọi người là nó cần phải tích lũy thêm vài phiên nữa. Đó, nó cần phải tích lũy thêm vài phiên nữa. Này, HDC hôm nay cũng có sự hồi phục nhưng mà nhẹ thôi. Con này mặc dù có trạng thái khách sạn phốt giá lên nhưng mà nó đi vào mây, nó không tăng được gì, nó khó tăng. Thì con này anh chị em nếu mà đang nắm giữ thì cũng khoan nản lòng, có thể là nó sẽ có một cái nhịp hồi lên vòng 33 33.4 cho chị anh chị em ra hàng. Còn nếu mà cố gắng nắm giữ được tới qua tuần sau thì khả năng là HDC nó sẽ thoáng hơn. Đấy, nó sẽ thoáng hơn. Nam Long ngày hôm nay thì cũng hồi phục khá là tốt, hồi phục nhẹ thôi. Với Nam Long thì hôm bữa là về đúng cái dao găm nè, khuyến nghị với anh chị là nó phải đúng dao găm, nó bật lên ở mua dao găm ở trên có khách sạn hút giá lên, mua ngay đây hàng về là vẫn lãi nha anh chị, vẫn lãi mặc dù chưa lớn nên 5%, tầm 4-5% là ok rồi ngắn hạn. Mà còn nếu mà ngày mai Nam Long nó vượt được cái Kijun này là nó có thể khả năng có một nhịp tăng lên quanh đỉnh cũ quanh 38. Khang Điền à, với cổ phiếu Khang Điền thì ngày hôm nay nó vẫn chưa vượt được cái vùng kháng cự, tuy nhiên con này đi lên rất là nhiều cản nên anh chị em cầm Khang Điền thì cũng cần phải cho nó thêm thời gian, có thể là cần cho nó thêm thời gian nha. À, TCH. GTCH thì ngày hôm nay cũng có một cái sự hồi phục. Đấy, tuy nhiên là nó vừa chạm lên đúng cái đỉnh cũ đó, nó chạm lên cái vùng gáp này nè là nó lại có những cái sự điều chỉnh, nó chỉ bị bán ngược trở lại. Thì có thể là nó sẽ đi tích lũy vài phiên nữa để hấp thụ cái lực cung vùng này, và đó cũng là gần tiệm cận cái vùng kháng cự 13.7 của khu tuần. Thì em nghĩ là nó cần phải tích lũy thêm để vượt qua được cái kháng cự này, mà tích cực nhất là qua tuần sau TCH nó có thể vượt được. Đó, khi mà hai cái kiếm bắt đầu chập lại nè khoảng 3 phiên nữa chị đó, nên ai cầm thì chịu khó một chút, tại vì dòng tiền đang duy trì ở trong TCH khá là tốt nha, nó vẫn chưa thoát ra khỏi cổ phiếu này. Đấy, ok, chứng khoán bất động sản. Nhóm thép, thép ngày hôm nay thì cũng có một cái sự hồi phục nhẹ đối với những cổ phiếu giống như là Hoa Sen. Đấy, Hoa Sen, tuy nhiên là Hoa Sen ngày mai nó cũng cần phải vượt qua cái vùng 21.9 để có cơ hội để đi lên quanh cái vùng 23. Đấy, quay trở về cái đỉnh cũ quanh 23 nha anh chị. Đó, tại vì nó vẫn còn là kháng cự Kijun.
vẫn còn là cái kháng cự Kijun nha. Nam Kim ngày hôm nay thì cũng khá là tích cực, nhưng mà Nam Kim hôm nay có những cái nỗ lực vượt đỉnh nhưng mà nó chưa vượt được nha anh chị, để chưa vượt được. Tuy nhiên là Nam Kim anh chị cầm thì chú ý một chút là canh chốt Nam Kim dần đi. Đó, tại vì bắt đầu tuần sau này là Nam Kim nó sẽ mở ra trạng thái khách sạn hút giá xuống rồi, trong khung tuần nha anh chị chứ không phải khung ngày đâu. Có nghĩa là bây giờ Nam Kim là nó sẽ có cơ hội tăng trong khoảng 3 phiên nữa, trong khoảng 3 phiên nữa, nhưng từ giữa tuần sau nó sẽ có những sự điều chỉnh, khả năng nó sẽ có những sự điều chỉnh nha. HPG thì cổ phiếu này hiện tại là nó vẫn chưa vượt được kháng cự 23.4. Tuy nhiên là em đánh giá là HPG lần này là lần thứ tư quay trở lại cái kháng cự tuần, thì khi mà nó vượt được cái vùng 28 này HPG nó sẽ đi vào một chu kỳ tăng giá mới đó. Có thể là sẽ lên được cái chu kỳ tăng giá mới của Hợp Phát. VGS, VGS cổ phiếu penny thì mình không view nha anh chị, chỉ là cổ phiếu những cái view những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thôi, những cổ phiếu vốn hóa vừa thôi. VGS ngày hôm nay vượt qua được cái kháng cự 23. Ok, thì con này khả năng nó sẽ có những cái nhịp tăng ở trong giai đoạn sắp tới nha. Đó, tuy nhiên là cũng giống như là Nam Kim thì tuần sau VGS bắt đầu mở ra khách sạn tuần, có nghĩa là nó tăng thì nó cũng sẽ lên quanh được cái vùng 24, 24.5 thôi, nên anh chị lưu ý một chút. Thì hôm nay thì mình có khuyến nghị cho anh chị em những cổ phiếu đó, nói qua ba nhóm ngành chính thì bây giờ mình nói qua những cái cổ phiếu mà hôm nay mình lựa chọn cho mọi người, đó là cổ phiếu DTD. Thì DTD ngày hôm nay nó vượt qua được cái kháng cự giao găm này, thì đó là cái kháng cự mà hồi nãy mình nói với mọi người là 20 24.9. À, với thanh khoản lớn thì hôm nay thanh khoản của DTD theo mình ngày hôm nay là đạt, nên nếu mà DTD ngày mai nó cắt test lại quanh cái vùng 24.9 thì anh chị có thể mở mua 24.9 25 nha anh chị, thì anh chị có thể mở mua. Thì target con này á, ngắn hạn thì có thể là anh chị đánh ngắn sẽ lên được quanh vùng 27, quanh vùng 27 27.5 là quanh vùng kháng cự đỉnh cũ đó. Hôm nay thì mình có quan sát cổ phiếu CSV cho mọi người nữa. À, thì CSV thì bây giờ ngày hôm nay nó vượt qua cái kháng cự giao găm 40.4, thì đối với cái con CSV này anh chị có thể mở mua từ vùng 40.3 tới 40.5. Đấy, 40.3 tới 40.5 thì cái target của nó bây giờ trong cái nhịp này á, nếu mà anh chị em đánh ngắn á, thì mình kỳ vọng nó sẽ lên được cái vùng quanh cái vùng 43, quanh vùng 43 nha. Rồi nếu tích cực hơn thì có thể là lên được tới 44, 45. Tại vì vùng này là vùng áp lực tiết cung lớn, thì con này cái trạng thái nó đang rất là đẹp. Thì qua ngày mai là cái trạng thái bây giờ là một kiếm một dao hướng lên, là hai kiếm bắt đầu chập lại nè. Thì để cái con CSV này khả năng nó sẽ có một cái nhịp chạy, và rất khả năng chạy chỉ một nhịp rất là nhanh thôi. Đó, anh chị thấy là trong những nhịp trước là nó chạy một nhịp thôi là nó lên tới những cái target luôn. Đấy, thì con này nếu mà vùng này anh chị quanh tham chiếu thì anh chị vẫn có thể mua được, tuy nhiên là duy trì tỷ trọng vừa phải nha. Tại vì CSV thì nó vẫn có một cái vùng xoắn mây ở phía trước, qua tuần sau thì con này có thể là nó sẽ chạy một nhịp rồi nó sẽ có những cái nhịp rung lắc trở về. Đấy, thì anh chị nào mua mới thì dùng tỷ trọng vừa phải. Ok. AGR thì con này với con này thì anh chị phải quan sát là nó vượt qua cái vùng 16.1. Ở 16.1 nha. Và với thanh khoản lớn nha, ngày hôm nay thì mình thấy vẫn dòng tiền nó vẫn duy trì khá là bình thường đối với con AGR này đó. Thì nếu mà nó vượt qua được cái kháng cự tuần thì anh chị có thể mua. Đối với AGR này thì mình nghĩ nhịp này con này nó sẽ chạy tốt đó. Lọc trời thì hôm nay mình có chia sẻ với mọi người khách hàng trong room á, là khi em mở cửa có thể mua được luôn, thì hôm nay thì cũng đang có lợi nhuận nhẹ. Con này thì gần như là ít anh chị em quan tâm, tại vì thanh khoản nó hơi thấp, thanh khoản nó hơi thấp nha. Trạng thái của nó đẹp
Trạng thái của lọt trời đẹp. Tuy nhiên là con này thì đánh lên quanh 27 thôi là mình sẽ chốt. Tại vì kháng cự dao găm mình thì kháng cự dao găm. Con này thì như vậy thôi. Ok ha. Đó thì đó là những cái cổ phiếu mà mình khuyến nghị cho anh chị em. Đó thì có hai cổ phiếu giống như DTD và AGR thì anh chị có thể là xem xét giải ngân được với tỷ trọng vừa phải trong giai đoạn này để tìm kiếm những cái lợi nhuận ngắn hạn. Còn đối với những cổ phiếu khác thì và những cái điểm mua sớm thì anh chị em có thể là tham gia về với đội của em Phát để có thể là được tư vấn tốt hơn nha. Ok thì ID tư vấn của em tại VPS là BE2S. Đấy. BE2S Nguyễn Tấn Phát. À, số điện thoại em có để trên màn hình thì anh chị em có thể là liên hệ với em qua số Zalo ở Telegram. Đó, và cái mã QR code em gửi trên em có gắn trên màn hình là cái đường link tham gia vào room cộng đồng thì anh chị em có thể quét QR để tham gia vào room cộng đồng, em sẽ hỗ trợ gửi những cái cổ phiếu trong đó và giống như là những cái kịch bản thị trường hàng ngày rất là sát với thị trường để cho anh chị em có những cái kịch bản để ứng phó trước với thị trường trong thời điểm hiện tại đó, và hy vọng là sẽ có thời gian sớm được về đồng hành cùng anh chị em nha. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người ăn cơm ngon miệng và hẹn gặp lại anh chị vào phiên giao dịch buổi livestream tối nay. Ok, bye bye mọi người.